Em xin chào tất cả mọi người nha. Thì sáng nay em soạn được một vài cái áo thun với còn một số cái áo của lính Mỹ, giống như mấy áo màu sa mạc nè. Nói chung là em thanh lý cho mọi người nha. Thì số điện thoại để liên hệ bên em là 0983880344. Đầu tiên thì em lên cái áo thun Thái đi. Đây là áo thun Thái nha. Áo thun co giãn 4 chiều, mặc rất là mát. Cái này do Thái Lan sản xuất. Đó, tức là Thái Lan nó sản xuất theo cái gọi là cái mẫu áo lính thôi, chứ còn không phải là hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ nha, lưu ý giùm em. Đây là áo thun co giãn 4 chiều, thun lạnh co giãn 4 chiều nha, mặc rất là mát. Đó, như em đang mặc đây. Đó, nó sẽ rất là mát nha. Thì cái này em bán giá là 150 một cái, thì em còn ít thôi, còn khoảng chắc tầm chưa được chục cái thôi, không có nhiều nha. Đây là size M, size M thì dành cho anh em nào mà tầm dưới 1m65, nặng dưới 60 kg. Nói chung là dưới 1m65 nặng dưới 60 kg là mặc đẹp nha. Size M. Size M thì em còn được cái logo này. Với cái logo này, thủy quân lục chiến này. Và một cái logo này nữa. Đây. Đó, em có ba cái logo đó thôi. Nói chung là số lượng chỉ còn vài cái chứ không có nhiều. Rồi. Thì cái này là size L. Size L thì còn cái logo thủy quân lục chiến này. Với cái logo này. Cũng là thủy quân lục chiến luôn nha. Thì size L thì anh em nào tầm 1m65, 1m68 gì đó mặc sẽ đẹp. 1m65, 1m68 nặng tầm 65 kg là sẽ đẹp nha. Thì giá bán vẫn là 150 một cái, mọi người mua hai cái thì bên em bao ship. Mua hai cái thì bên em sẽ bao ship nha. Rồi, ở đây thì còn hai cái XXL, hai cái XXL này thì đây nè, cái logo này. Với cái logo này chỉ có hai cái thôi nha, anh em nào tầm 80 kg, 80-85 kg thì mặc vừa cái này, 80-85 kg nha là mặc vừa hai cái áo này. Hai cái này thì 300.000 bao ship luôn, chỉ có hai cái duy nhất nha. Đó, cái logo này với cái logo này đó, em chỉ còn hai cái này thôi, giá là 300.000 hai cái và miễn phí ship. Rồi, tiếp tục, đây là cái áo thun lót của lính Mỹ. Cái này thì nó là hàng chuẩn cấp phát của lính Mỹ nè, áo thun lót của lính Mỹ. Áo này chưa qua sử dụng nha, 100% là vải cốt tông. Size là size M, hãng Massive sản xuất nè, made in USA. Cái này 100% cốt tông nha, cho nên là mặc nó sẽ rất là mát. Màu là màu xanh ô liu. Vai 44, dài 70. Vai 44, dài 70, cho nên là anh em nào mà cao dưới 1m7 và nặng dưới 65 kg thì mặc sẽ rất là đẹp. Thì lưu ý thì áo thun của lính Mỹ thì nó sẽ người ta làm là nó body nha, cho nên là anh em nào mà có bụng thì mặt nó sẽ không được đẹp lắm. Anh em nào mà cao cao ốm ốm thì mặc áo này nó sẽ đẹp. Dưới 1m7 và nặng dưới 65 kg là mặc đẹp nhất nha. Rồi, giá cái này là 200.000 một cái, 200.000 một cái nha. Hai cái thì bên em sẽ bao ship. Ở đây là áo thun lót của lính Mỹ. Rồi, tiếp tục, đây là một cái áo màu sa mạc cát nha. Ở đây thì nó có một cái tem USM nè. Áo này thì size L. Size là size large regular. Size large regular nè. Cái vai 52, tay 62, dài 80. Cái này thì em bán cho mọi người về mặt lao động thôi, tại vì áo này thì nó cũng không có được đẹp lắm. Đó, ở đây thì có dấu tháo tem nè. Có dấu tháo tem. Với lại ở đây thì nó có lủng một lỗ nè. Lủng một lỗ là do hồi trước người ta cũng tháo tem nè. Đó, nó nằm bên trong cái tem nè. Cái này về anh em nào có cái tem nào mình gắn lên là nó sẽ không thấy cái lỗ này. Đó, hồi trước là nó có dấu tem ở đây. Đó, mọi người thấy không, cái dấu tháo tem nè. Thì cái lỗ này nó trong cái tem nha. Áo này thì bán cho anh em về mặt lao động. Vai 52, vai 52, tay 62, dài 80. Anh em nào tầm 70-75 kg, 70-75 kg thì mặc được nha. Áo này áo giá lao động, giá 200.000 một cái. Cái này hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ nha. Đó, riêng cái tem này thì cũng gần 100.000 rồi, riêng cái tem này gần 100 rồi nha. Thì cái này em bán giá lao động 200.000 áo này. Rồi, đây cũng là một cái áo của lính Mỹ. Áo này là thủy quân lục chiến Mỹ, size nó là medium regular. Cái này cũng hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ, USMC nha. Đây, nó có biểu tượng thủy quân lục chiến nè. Áo này thì còn rất là mới. Đây, trên tay áo nó sẽ có USMC như thế này. Áo này rất là mới nha.
Vai của nó là vai 50, tay 66, dài 79. Vai 50, tay 66, dài 79. Cái này anh em tầm 1m7. 70kg 1m7 mặt đẹp nha. 70kg 1m7 mặt rất là đẹp. Áo này thì rất là mới. Túi của nó thì nó có 4 túi nha, hai túi. Đây nè, hai túi ở trước áo và hai túi ở trên tay nữa, tổng cộng là tầm 4 cái túi. Nó là 4 cái túi nha. Áo này thì giá 300.000. Giá 300.000 nha, chỉ có một cái duy nhất thôi. 300.000. 1m7 nặng 70kg là đẹp nhất. Vai 50, tay 66, dài 79. 300.000. Rồi, tiếp tục thanh lý luôn con này. Con này cũng là M65. Áo này là M65 màu xanh đen nha. Áo M65 màu xanh đen. Thì áo này thì nó đã qua sử dụng rồi. Cổ thì nó có hơi bạc màu nè. Này nó không có rách lủng gì hết. Nó là bản thương mại nha, sử dụng khóa đồng. Áo M65 bản thương mại. Nhưng mà nó cũng là hàng của Mỹ nha. Áo này khá là to. Size large regular nha. Vai 60, tay 64, dài 75. Cái này anh em nào tầm 75-80kg. 75-80kg dài, cao 1m7-1m75. Cao 1m7-1m75. Nặng 75-80kg thì mặc được. Cái này thì em bán giá là 400.000 nha. Áo thì không rách lủng gì, nhưng mà ở tay thì nó cũng có bạc màu nè. Tay có bạc màu nè. Với lại nó có bị dính keo chỗ cái tay luôn nha. Ở cái tay bên tay trái á, thì nó có dính keo. Đây nè. Nó dính keo sơ sơ thôi chứ không có gì. Nó không rách lủng. Nói chung áo này thì nó cũ rồi, không rách lủng. Nó có bạc màu. Thì cái này em bán giá thanh lý là 400.000 nha. Áo rất là nặng, rất là dày. Cái này vào mùa đông anh em mặc sẽ rất là ấm. Rồi áo này giá 400.000. Này là bán giá thanh lý rồi nha. Rồi, em còn một cái áo pilot trực thăng nè. Áo này là chưa qua sử dụng nha. Em còn sót lại một con áo pilot trực thăng, áo chưa sử dụng. Áo này đời 1980, size là size small short. Áo pilot trực thăng nha, chưa qua sử dụng. Đó, mọi người nhìn cái bo này, rất là nhỏ nha. Áo này là chưa qua sử dụng. Đời 1980, chất liệu là vải chống cháy bản mùa đông, sử dụng khóa đồng. Áo này là sử dụng khóa đồng nha, chất liệu vải chống cháy nè. Có trần bông bên trong, nói chung là bản mùa đông. Size của nó là small short. Small short thì rồi để em coi thử. Cái này vai của nó là 46 nha. Vai 46, tay 58. Vai 46, tay 58 và dài 63. Vai 46, tay 58, dài 63. Cái này là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, chất liệu vải chống cháy bản mùa đông nha. Anh em nào tầm dưới 1m62, nặng dưới 60kg. Dưới 1m62 và nặng dưới 60kg là mặc đẹp nha. Và lưu ý thì áo pilot thì người ta mặc là nó, cái độ dài nó chỉ tới ôm vào cái hông này thôi, chứ nó không có phủ xuống cái mông của mình nha. Nên là nhiều anh em cứ bảo là mặc áo pilot nó bị ngắn. Thực ra là cái nhà sản xuất là người ta đã sản xuất ra là nó đã ngắn như vậy, chứ không phải là cái kiểu áo này mặc nó ngắn như vậy nha. Chứ không phải là áo nó bị ngắn, mà là theo cái kiểu áo mặc là nó phải ngắn như vậy nó mới đúng. Chứ áo pilot mà nhiều anh em cứ đòi là phải phủ xuống cái mông là nó không có nha. Nếu mà phủ xuống mông thì mình lấy size lớn, mà size lớn thì nó lại bị rộng mất. Cho nên là mình mặc áo pilot là mình phải chấp nhận nó mới ngắn ngắn vậy đó, chứ nó không có dài. Áo này thì giá là 3.200.000, hàng lưu kho chưa qua sử dụng nha. Chất liệu vải chống cháy, đời 1980. Đây nè, cái tem của nó nè. Vải này là chịu được nhiệt độ cao nè. Đó, nó có để luôn nha. Đời 1980. Chất liệu vải chống cháy, khóa đồng. Rồi giá cái áo này là 3.200.000 nha. 3.200.000. Anh em cao dưới 1m62 và nặng dưới 60kg. Rồi, thì em lên vài cái áo thôi. Mọi người quan tâm cái áo nào thì cứ liên hệ với em là 0983 880 344 nha. Rồi em xin cảm ơn tất cả mọi người.